Xin mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phát biểu trong phạm vi 10 phút. Đề nghị Bộ trưởng tập trung vào những vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra như vấn đề tổ chức phương thức sản xuất, thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, vấn đề an ninh lương thực thực phẩm, vấn đề trồng rừng, chính sách người trồng rừng, tiêu thụ nông sản thủy sản, vấn đề tam nông. Xin mời Bộ trưởng phát biểu. Kính thưa Quốc hội, trước hết tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Và tôi cũng xin tiếp thu rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục phối hợp thực hiện. Về ý kiến có nên ban hành một luật hay một nghị quyết về tam nông hay không? Báo cáo với Quốc hội, Đảng đã có nghị quyết Trung ương 7 từ khóa trước. Và vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và đã có kết luận số 97 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết này. Đối với những người làm nông nghiệp, đây là một nghị quyết rất toàn diện, thể hiện một quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và của cả hệ thống chính trị chúng ta đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Và chính nhờ thực hiện nghị quyết này, vừa qua, nông nghiệp, nông thôn đã có được cái phát triển khá vững chắc và toàn diện. Ngoài cái việc phát triển nông nghiệp, thì chương trình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai và đang trở thành một phong trào lan rộng và góp phần nâng cao đời sống của nông dân ở rất nhiều nơi. Và chúng tôi thấy rằng đây là cái nghị quyết hết sức quan trọng và nên chúng ta tiếp tục cố gắng để triển khai thực hiện. Còn có ban hành những cái luật hay không thì chúng tôi thấy Quốc hội đã ban hành rất là nhiều những luật về các lĩnh vực của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Và vừa qua thì chúng tôi cũng có suy nghĩ để đề xuất với Quốc hội ban hành luật về nông nghiệp, nhưng mà khi chính phủ xem xét thì thấy rằng cần phải làm rõ hơn cái phạm vi của cái luật này để tránh cái chồng chéo. Ví dụ như chúng ta đã ban hành luật bảo vệ thực vật, rồi tới đây sẽ xem xét luật thú y, vân vân, luật thủy lợi, luật lâm nghiệp rồi. Thế thì bây giờ cái phạm vi của cái luật này là như thế nào cần phải làm rõ hơn để tránh chồng chéo. Nhưng mà riêng cá nhân tôi nghĩ rằng nếu mà Quốc hội xem xét và có một nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thể hiện một quyết tâm chính trị cao của Quốc hội và của hệ thống chính trị chúng ta thực hiện nghị quyết của Đảng, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thì cũng là một cái chủ trương tôi thấy là rất là tốt. Và tôi cũng kiến nghị với Quốc hội xem xét ủng hộ cái chủ trương này. Thứ hai, về có ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch về cân nhắc lại về cái vấn đề an ninh lương thực, rồi vấn đề sản xuất lúa và thu nhập của nông dân. Ngoài ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch cũng có một số ý kiến của các đại biểu khác. Thì báo cáo với Quốc hội, để đảm bảo an ninh lương thực, đất nước chúng ta hiện nay đã đạt được những cái yếu tố rất quan trọng. Trước hết đó là đảm bảo cái nguồn cung hết sức dồi dào và có thể nói là dư thừa. Chúng ta không chỉ đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong nước mà lượng xuất khẩu của chúng ta ra nước ngoài là rất lớn. Sơ bộ thì cũng có thể ước tính đủ cho khoảng 100 triệu người khác trên thế giới tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng đã đảm bảo về căn bản rằng lương thực có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ cho nhân dân khi cần thiết. Trừ một số trường hợp rất đặc biệt khi có thiên tai thì mới có một cái nguồn cung bị gián đoạn. Nhưng mà còn một cái yếu tố để đảm bảo an ninh lương thực, đó là thu nhập của những người dân nghèo. Khi họ cần lương thực thì họ phải có đủ lương thực để mua. Chỉ riêng cái điều này, đối với một số trường hợp, đối với một số hộ dân nghèo ở những vùng rất khó khăn thì vẫn còn chưa được đảm bảo vững chắc. Là vì thế, thời gian tới, để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực cho đất nước, chúng ta tiếp tục duy trì năng lực sản xuất lương thực thực phẩm. Mà cũng báo cáo Quốc hội, lương thực thực phẩm chứ không phải là chỉ nguyên lúa gạo. Và
phải quan tâm hơn đến vấn đề nâng cao thu nhập cho những cái hộ mà còn có nhiều khó khăn, và để đảm bảo rằng tất cả mọi người dân nước ta luôn luôn có đầy đủ lương thực mà họ mong muốn. Thế nhưng vấn đề được đặt ra là liệu chúng ta có nên tiếp tục sản xuất lúa gạo hay là giảm lúa gạo xuống để làm những cái cây khác. Tôi hiểu ý kiến rất nhiều bà con nông dân cũng như nhiều người trong xã hội chúng ta đang đặt hỏi câu hỏi đó. Thì báo cáo với Quốc hội, chúng ta có chủ trương đảm bảo an ninh lương thực, nhưng mà chúng ta đồng thời thì thông qua việc phát triển sản xuất lúa gạo để nâng cao thu nhập cho nông dân, chứ không phải đặt hai cái mục tiêu này đối lập với nhau. Và trên thực tế nó cũng không đối lập với nhau. Và chính vì thế, vừa qua thì trước cái yêu cầu của nhân dân, chính phủ cũng đã ban hành những cái chính sách tạo điều kiện cho nông dân ở những vùng trồng lúa có thể chuyển đổi sang các cây trồng khác nếu họ xác định được là có cái thu nhập cao hơn. Và chính phủ cũng đã chỉ đạo sửa đổi Nghị định 42 như cũng có ý kiến của đại biểu nêu, để thay đổi cái cách thức hỗ trợ. Thay vì hỗ trợ 500.000 đồng một hecta tới từng hộ gia đình nông dân, trong khi ở miền núi thì một hộ chỉ có vài trăm mét vuông mà phải đi lại rất là xa xôi, thì bây giờ sẽ tập trung vào giao cho chính quyền cơ sở xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Về cũng có ý kiến có nói về vấn đề nâng cao hiệu quả của trồng rừng để nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng. Thì cũng báo cáo với Quốc hội là trong giai đoạn 2011-2014, mỗi năm nước ta đã trồng 211.000 hecta rừng, trong đó chỉ có 16.000 hecta là bằng tiền ngân sách, còn lại là 190.000 hecta là do doanh nghiệp và nhân dân trồng. Vậy. Và chúng ta đã tạo được một cái môi trường thị trường thuận lợi, và người trồng rừng đã nhận thấy rằng trồng rừng bây giờ có lợi, có hiệu quả, nên người dân và doanh nghiệp đã tự bỏ tiền trồng rừng. Chúng ta có hỗ trợ nhưng mà cái sự hỗ trợ đó rất khiêm tốn và chủ yếu tập trung cho các vùng khó khăn và các hộ nghèo. Nhưng mà vấn đề của trồng rừng ở nước ta đó là năng suất rừng trồng còn thấp, chính vì vậy nên thu nhập của người trồng rừng cũng chưa cao. Và chúng tôi chủ trương thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện những cái chính sách để giúp nâng cao hiệu quả của trồng rừng. Thứ nhất là bằng cách thực hiện các chính sách để khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, thay vì là trồng rừng như hiện nay, mới năm sáu năm gỗ còn nhỏ đã chặt xong rồi băm răm và xuất khẩu thì được hơn $100 một tấn. Thế để rồi chúng ta xuất khẩu tới 6 triệu tấn và tương đương với 12 triệu mét khối. Sau đó chúng ta nhập khẩu 5 triệu mét khối gỗ lớn về để làm đồ gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước với cái giá cao hơn rất nhiều. Thì chúng tôi đang thực hiện cái chủ trương này. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp cho người trồng rừng đạt được cái năng suất và hiệu quả cao hơn. Về vấn đề trồng rừng thay thế mà một số đại biểu hôm nay có nêu, thì thực hiện nghị quyết của Quốc hội, chúng tôi đã phối hợp với các bộ và các địa phương tổng rà soát lại không chỉ cái việc trồng rừng thay thế khi chúng ta thu hồi đất có rừng để làm thủy điện mà cho tất cả các mục đích khác. Và chúng tôi đã xây dựng một cái đề án cũng trao đổi với các địa phương, và về phía bộ thì đã ban hành, tôi có thể báo cáo với Quốc hội là hầu hết những chính sách cần thiết chúng tôi đã ban hành. Thế nhưng mà đến nay thì trong tổng số 76.000 hecta cần trồng, mới trồng được 6.000 hecta, có phương án trồng 4.000 hecta, và các doanh nghiệp đã nộp 14 tỷ đồng tương đương với diện tích là khoảng 930.000 hecta, tức là 11.000 hecta. Như vậy đúng là còn rất chậm. Chúng tôi xin nhận khuyết điểm về vấn đề này. Nhưng mặt khác tôi cũng báo cáo với Quốc hội, ở đây ngoài cái trách nhiệm của bộ về quản lý nhà nước thì cái trách nhiệm của chính quyền các địa phương, các đồng chí ở các địa phương cũng cần phải làm quyết liệt hơn rất nhiều, đôn đốc các doanh nghiệp mà có sử dụng rừng chuyển đổi phải tích cực
để xây dựng phương án và thực hiện. Tất nhiên là cũng có cái yếu tố là hiện nay cũng không dễ, ở một số địa phương không dễ tìm được đất để giao cho các doanh nghiệp trồng rừng, và các doanh nghiệp cũng có thời gian để chuẩn bị đất và cây giống. Nhưng mà theo tôi, yếu tố quyết định vẫn là sự quyết liệt trong chỉ đạo, trong đó có trách nhiệm của chúng tôi. Về giải quyết chồng chéo giữa lâm trường quốc doanh và đất của đồng bào, thì báo cáo với Quốc hội, vừa qua Bộ Chính trị đã có nghị quyết số 30, theo tôi là một nghị quyết rất quan trọng, có liên quan đến việc sắp xếp đổi mới các nông lâm trường quốc doanh. Và khi thực hiện tốt nghị quyết này của Bộ Chính trị, chúng ta sẽ giải quyết được căn bản những cái vấn đề mà các đại biểu đã nêu. Về vấn đề quy hoạch vùng khu nông nghiệp công nghệ cao, Chính phủ cũng đã chỉ đạo chúng tôi, và chúng tôi cũng đã có triển khai thực hiện, đã có báo cáo một lần lên Chính phủ. Nhưng mà và hiện nay thì cái đề án đó đang được thẩm định về mặt tác động đến môi trường trước khi trình lên Chính phủ lần cuối cùng. Nhưng mà tôi cũng phải báo cáo với Quốc hội. Trước hết tôi xin nhận khuyết điểm về việc chỉ đạo thiếu quyết liệt và nhanh chóng. Nhưng mặt khác nữa, báo cáo Quốc hội là hiện trong quá trình chúng tôi làm và đến tận ngay tuần này, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều những cái văn bản của các địa phương tiếp tục đề nghị. Nên chúng tôi cứ phải chạy theo để bổ sung. Nhưng mà tôi cũng đã họp lại với các tham mưu và thấy rằng là không thể làm như thế được. Và chúng tôi cũng không muốn rằng là mình làm mà không cẩn trọng để rồi lại xảy ra cái tình trạng mà có rất nhiều các khu nông nghiệp công nghệ cao Chính phủ đầu tư tiền bạc vào để rồi nó cũng không hoạt động và kém hiệu quả. Nên cũng xin phép Chính phủ, chúng tôi sẽ quyết liệt cao nhất nhưng cũng xin được làm rất cẩn trọng để đảm bảo tính hiệu quả của các khu vùng nông nghiệp công nghệ cao này. Tôi xin phép. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin mời Bộ trưởng.